Phật nhãn Phật mẫu tên Phạn là Buddhalokani, dịch âm là Một Đà Lộ Tà Nẵng, Bộ Đà Lỗ Sa Na. Lại xưng là Phật nhãn tôn, Phật mẫu thân, Phật nhãn bộ mẫu, Phật nhãn minh phi. Hư không tạng nhãn minh phi, nhất thiết Như Lai Phật nhãn đại kim cương cát tường, nhất thiết Phật mẫu tôn. Tôn này được an trí tại hai viện Biến Chi và Thích Ca viện trong thai tạng giới Mandala biểu thị cho bát nhã, nhất thiết trí. Trong kim cương phong lâu các nhất thiết du chỉ kinh, quyển hạ, phẩm kim cương cát tường đại thành tựu ghi rằng. Nhất thiết Phật mẫu trụ ở hoa sen trắng lớn, thân tác ánh trăng sáng màu trắng, có hai mắt mỉm cười, hai tay để dưới rốn như nhập vào Samatha. Từ tất cả chi phần sinh ra nghi nga sa câu chi Phật. Mỗi một vị Phật đều tác lễ tôn kính nơi đã sinh ra. Trong Bồ Đề Tràng Sở Thiết Nhất Tự Đỉnh Luân Kinh, quyển 2, phẩm nghi quỹ vẽ tượng ghi rằng. Phật nhãn minh phi có hình như thiên nữ, ngồi tòa sen báu, thân màu vàng ròng, các món trang nghiêm tốt đẹp, mắt nhìn xuống chúng hội, khoác áo tơ nhẹ, quấn ràng góc tay phải cầm báu như ý. Tay trái thí nguyện ấn, hào quang tròn vòng khắp, ánh sáng rực rỡ, dáng thân tịch tịnh. Trong Bất Không Quyến Sách Thần Biến Chân Ngôn Kinh, quyển 9 ghi rằng. Tay phải sấp bóng, bối quang, hiển lòng bàn tay trái, duỗi để dưới rốn, ngồi kiết già. Trong Đại Thánh Diệu Cát Tường Bồ Tát Thuyết Trừ Tai Giáo Lệnh Pháp Luân ghi rằng. Thân màu hoa sen hồng, tay trái kết ngũ nhãn ấn, tay phải kết Như Lai Quyền. Phần lớn đều ghi nhận Phật nhãn Phật mẫu nhiếp thuộc Phật bộ do Đại Nhật Như Lai đã biến hiện ra. Nhưng dù chỉ kinh nói tôn ấy nên nhiếp thuộc Phật đỉnh bộ cùng với nhất tự kim luân đồng thể. Do kim cương tát đả đã biến hiện ra mà điều đặc sắc nhất là dùng tinh tú làm quyến thuộc. Tu tập pháp này có thể tiêu trừ tai nạn, kéo dài tuổi thọ, tăng trưởng phước thọ. Ngoài ra dùng tôn này làm tôn chính giữa dựng lập mandala thì xưng là Phật nhãn mandala. Tức vẽ ba tầng hoa sen tám cánh. Hoa viện thứ nhất, ở trung đài vẽ đại kim cương cát tường mẫu, trên tám cánh vẽ nhất thiết Phật đỉnh Luân Vương và sứ giả của bảy diệu. Hoa viện thứ hai vẽ tám vị đại Bồ Tát đều cầm tiêu xí của mình. Hoa viện thứ ba vẽ tám vị đại kim cương minh vương. Lại ở bốn phương bốn góc bên ngoài hoa viện vẽ tám vị đại cúng dường với sứ giả của nhóm bốn nhiếp đều đội mão sư tử. Tại Biến Chi viện trong thai tạng giới mandala thì Phật nhãn Phật mẫu là nơi hóa hiện thuộc trung đạo diệu trí của bát nhã, nên là tổng mẫu sinh ra chư Phật Bồ Tát. Do là mẫu sinh ra công đức của Phật bộ nên xưng là Phật mẫu hay Phật bộ mẫu. Lại do tôn này có đủ 5 loại mắt nên xưng là Phật nhãn. Pháp tu của tôn này là tức tai và giáng phục. Quyến thuộc của tôn này là tinh tú. Tôn hình, thân hiện màu thịt, đầu đội mão báu, tai đeo khoen vàng, cánh tay đeo vòng xuyến, thân khoác áo lụa màu hồng, tay kết định ấn, ngồi kiết già trên hoa sen. Phật nhãn Phật mẫu là thần biến của Đại Nhật Như Lai hoặc Thích Ca Như Lai. Mật hiệu là Thù Thắng Kim Cương, công đức ấy rất lớn, ở trong mật giáo là bộ chủ của Phật bộ. Mật hiệu là Thù Thắng Kim Cương. Trong Đại Nhật Kinh Sớ nói rằng, An Trí Phật Nhãn cũng là mẹ của Thích Ca Mâu Ni. Phương này dịch là năng tịch mẫu, thường tác ưa thích nhìn thế gian, thân đoan nghiêm không có gì so sánh được, khắp thân có hào quang tròn, vui thích mỉm cười. Đây là Như Lai tùy loại hình sinh ra tam muội. Tam muội này dùng chính đại từ phổ nhãn làm thể quán sát ứng với chúng sinh, dẫn lối lợi ích. Ánh sáng của từ nhãn không có gì chẳng chiếu soi khắp, cho nên nói là ánh sáng trong sạch tròn trịa khắp thể. Nhưng trong du chỉ kinh lại nói tôn ấy nên nhiếp thuộc Phật đỉnh bộ cùng với nhất tự kim luân đồng thể. Do kim cương tát đả đã biến hiện ra mà điều đặc sắc nhất là dùng tinh tú làm quyến thuộc. Tu tập pháp này có thể tiêu trừ tai nạn, kéo dài tuổi thọ, tăng trưởng phước thọ. Pháp tu Phật mẫu Phật nhãn chủ về tức tai hoặc giáng phục.